Xin như thay mặt toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán thính giả, mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối nay, ngày 18 tháng 12 năm 2017. Chương trình tối nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Tình hình sức khỏe của tù chính trị cựu trung tá Trần Anh Kim đang xấu đi trong nhà tù. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa bị phạt hành chính 560 triệu đồng do những sai phạm trong môi trường. Hai trong số 6 công nhân Việt tử vong trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan đã được xác định danh tính. Trong phần thời sự, phóng viên Hòa Ái sẽ có bài ghi nhận về lời phát biểu của mục sư Tin Lành ông Franklin Graham khi ông cho rằng tự do tôn giáo tại Việt Nam đang được cải thiện. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tình hình sức khỏe của tù chính trị cựu trung tá Trần Anh Kim đang xấu đi trong nhà tù. Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của ông Kim, nói với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi vào ngày 18 tháng 12. Sức khỏe của cựu trung tá Trần Anh Kim yếu lắm, bây giờ bị bệnh viêm truyền tiến liệt, nó phình to lắm mà còn đang xin viết đơn để xin lãnh đạo trại họ cho đi chữa bệnh ở bên ngoài, viện bên ngoài. Thế nhưng mà bệnh viện cơ sở thì người ta bệnh nặng cho nên người ta không mổ được mà lại phải lên tuyến tỉnh. Cho nên là bây giờ lại phải chuyển đơn để lên trên lãnh đạo cao hơn để người ta duyệt. Bây giờ gầy mà yếu. Ngoài chứng bệnh viêm tiền liệt tuyến, bà Thơm cho biết ông Kim còn bị chứng đau đầu do sọ não có vấn đề. Chứng bệnh này là hậu quả những năm tháng ông Kim tham gia chiến đấu chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Bà Thơm cũng nói rằng ông Kim liên tục khẳng định là ông bị oan và bản án 13 năm tù dành cho ông là quá nặng. Ông Kim hiện đang thụ án 13 năm tù tại trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Trần Anh Kim, năm nay 69 tuổi, đã tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2009. Ông Kim bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sau đó, ông bị chuyển đổi tội danh sang Điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam. Sau khi mãn án tù vào tháng Giêng năm 2015, ông Kim vẫn kiên trì tham gia vào phong trào dân chủ và dự định thành lập một tổ chức có tên là Lực lượng Quốc gia Dựng cờ Dân chủ. Đến tháng 9 năm 2015, ông bị bắt lại cũng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và bị kết án 13 năm tù và 4 năm quản chế. Tuy nhiên, nhiều luật sư và giới hoạt động dân chủ đều cho rằng ông Kim vô tội. Vẫn liên quan đến tình hình nhân quyền thì thưa quý vị, vợ của nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh, người bị bắt cũng với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, hôm nay cũng cho chúng tôi biết về tình hình sức khỏe của ông và những thông tin mới nhất mà bà có được về ngày xét xử. Việc mà họ bên Viện Kiểm sát họ chuyển hồ sơ qua tòa ấy, thì họ cũng không có thông báo với luật sư hay là với gia đình. Thành ra họ cũng chưa thông báo ngày nào xử. Thế mà luật sư thì cũng chưa được tiếp xúc cái hồ sơ kết tội của anh Vịnh, hồ sơ mà bên Viện Kiểm sát họ chuyển qua tòa. Thế thành ra là bây giờ luật sư mới đang đến để tìm hiểu và để được tiếp xúc hồ sơ nên là gia đình cũng chưa nắm bắt được cái gì hết. Sức khỏe của chồng em thì nói chung là gầy ốm hơn bữa mà bị bắt đi nhiều, nhưng mà tinh thần của anh thì vẫn ổn định và anh vẫn cương quyết là anh bị bắt oan nên là anh không sợ. Vì họ khép vào một cái tội quá chi là hoang tưởng, chưa hoạt động một cái gì, họ đi khép vào một cái điều tội nặng nhất là Điều 79 là âm mưu lật đổ chế độ. Thành ra là em thấy nó hoang đường quá, chả có một cái gì là kết tội được người như thế cả. Vì thật ra em thấy ở trong cái chế độ độc tài này thì họ thích khép ai thì khép, nhưng mà thành ra là nếu mà mình có kháng án hay như thế nào cho nữa, họ vẫn cứ thích khép như thế, họ khép, họ chả, mình chả làm gì được họ cả, quyền hành trong tay họ. Ông Lưu Văn Vịnh bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái. Trước đó, vào tháng 7 năm 2016, ông đã tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Mục tiêu của tổ chức mà ông Lưu Văn Vịnh đưa ra là đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực lại cho người dân, cho trưng cầu dân ý những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa bị phạt hành chính 560 triệu đồng do những sai phạm trong môi trường. Quyết định vừa nêu do ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 12. Bị xử phạt cùng với công ty này đó là công ty môi trường đô thị Kỳ Anh với số tiền phạt là 450 triệu đồng. Quyết định xử phạt cho biết rõ, sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa là không phân định chất thải nguy hại để quản lý theo quy định của pháp luật. Chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không được phép xử lý, đó là công ty môi trường đô thị Kỳ Anh. Công ty này đã thực hiện hành vi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp có số lượng trên 100.000 kg trái với quy định về bảo vệ môi trường. Xin được nhắc lại, vào đầu tháng 7 năm 2016, người dân địa phương ở thị xã Kỳ Anh phát hiện nhiều xe chở chất thải từ Formosa Hà Tĩnh chôn lấp tại khu trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Thưa quý vị, giới chức trách sau đó phát hiện là 100 mét khối chất thải màu đen có mùi hôi thối được chôn lấp sơ sài dưới lòng đất. Vào tháng 8 năm 2016, thì công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã bồi thường 500 triệu Mỹ Kim sau khi họ xả chất thải độc hại gây thảm họa môi trường, làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh vùng biển miền Trung. Thưa quý vị, công ty Thai Beverage, tức là Thai Bev, của tỷ phú Charon Sirivahanakadi mua lại gần 54% cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, gọi là Sabeco. Tại phiên đấu thầu được tổ chức vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 12, Bộ Công Thương đã chào bán là 343.662.587 cổ phần của Sabeco với mệnh giá là 320.000 đồng, tức là cho một cổ phần, tương đương là 54% vốn của công ty chiếm thị phần lớn nhất của ngành bia Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage, trong đó Thai Bev có chủ sở hữu 49% mua trọn lô thầu, tương đương 4,8 tỷ đô la Mỹ và đã đặt cọc 10%. Bên cạnh đó, một nhà đầu tư cá nhân là ông Ngô Vinh Hiển ở Hà Nội mua 20.000 cổ phần trong phiên đấu thầu. Bộ Công Thương thu về gần 110.000 tỷ đồng qua phiên đấu thầu cổ phần công ty Sabeco. Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm hết hạn đăng ký tham gia vào 4 giờ chiều ngày 17 tháng 12, Thai Bev và một nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tổng cộng hơn 343 triệu cổ phần của Sabeco và phiên đấu thầu công ty Sabeco được thực hiện đúng lộ trình và theo nguyên tắc công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy luật thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc đánh giá và thời gian chuẩn bị của phiên đấu thầu Sabeco quá ngắn, không đủ cho các nhà đầu tư tiềm năng. Hãng thông tấn AP dẫn lời của ông Pháp Đăng, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của công ty Việt Capital Security John Stock, cho rằng là việc đánh giá công ty Sabeco và đưa ra giá đấu thầu quá cao nên cần phải có các nhà đầu tư chiến lược điều chỉnh cái việc đánh giá này, cũng như là quá trình chuẩn bị để công ty phiên đấu thầu quá ngắn nên cũng gây trở ngại cho các nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào Sabeco. Và thị trường chứng khoán của Việt Nam trong ngày 18 tháng 12 đã tăng 2,5% bởi giá trị cổ phần gần 5 tỷ đô la của Sabeco được bán ra trong cùng ngày. Và thưa quý vị, hai trong số 6 công nhân Việt tử vong trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Đào Viên, Đài Loan vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 đã được xác định danh tính, còn 4 nạn nhân nữa thì vẫn chưa thể nhận dạng. Chiều ngày 17 tháng 12, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan cho biết đã xác định được danh tính của hai nạn nhân là Hoàng Đình Dự, 25 tuổi ở Hải Dương và Phùng Trọng Tuấn, 31 tuổi ở Hà Tĩnh. 4 người còn lại vẫn chưa thể nhận dạng là Bùi Anh Trung, 22 tuổi ở Bắc Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa, 21 tuổi ở Quảng Bình, Trần Hồng Thủy, 24 tuổi ở Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Trãi, 20 tuổi ở Phú Thọ. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Hà Nội cho báo chí biết đã cấp thị thực cho gia đình các nạn nhân để họ sớm đến Đài Loan nhận dạng thi thể. Xin được nhắc lại, vụ cháy xảy ra ngày 14 tháng 12 vào khoảng 2 giờ 10 giờ địa phương. Khi đó, 11 công nhân Việt đang ngủ tại ký túc xá của nhà máy thuộc công ty Tịch Ca, trong khi 5 công nhân đã chạy thoát ra ngoài. 6 người thiệt mạng là những người bị mắc kẹt bên trong. Chính quyền địa phương cho biết, gia đình các nạn nhân sẽ không nhận được bồi thường vì lý do các nạn nhân thiệt mạng tại khu nhà ở chứ không phải tại nơi làm việc. Nhưng họ cũng cam kết sẽ giúp các gia đình nạn nhân giải quyết các vấn đề về thủ tục.
Cục Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và yêu cầu phía công ty tịch ca và công ty môi giới phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu cơ quan chức năng thành phố Đào Viên khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và báo cáo cho phía Việt Nam. Và sau cùng, thưa quý vị, là tin liên quan đến cơn bão Cai Tác mà Việt Nam gọi là bão số 15. Sau khi tàn phá miền Trung Philippines, thiệt mạng lên đến 32 người và 46 người mất tích, thì bão này đã vào Biển Đông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam, thì vào lúc 1 giờ trưa ngày 18 tháng 12, cơn bão này cách quần đảo Trường Sa khoảng 530 cây số về phía đông nam. Bão gây biển động mạnh ở khu vực phía nam Biển Đông, nhưng cho tới hiện nay thì những dự báo khí tượng cho biết là cơn bão này không đổ bộ vào đất liền Việt Nam mà đi trạch xuống phía nam của bán đảo Cà Mau. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off-A được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ ba tới thứ bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ Off-A tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình Off-A mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ chương trình và giới thiệu thêm nhiều người thân và bạn hữu biết đến chương trình của chúng tôi. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, Mục sư Franklin Graham, một nhà truyền giáo Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới được chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức buổi truyền giảng phúc âm trong 2 ngày 8 và 9 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 10.000 người. Sự kiện này được ông Mục sư Franklin Graham cho là chưa từng có, cùng với lời khẳng định là tự do tôn giáo tại Việt Nam đang dần được cải thiện. Phóng viên Hòa Ái ghi nhận một số ý kiến của giới bình luận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi là Franklin Graham, hiện đang ở Hà Nội, Việt Nam để truyền giảng về Chúa Giê-xu đến với dân chúng miền Bắc. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong số 7 quốc gia nhà truyền giáo Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới Franklin Graham chia sẻ phúc âm trong năm 2017. Nói với The Associated Press vào ngày 9 tháng 12, Mục sư Franklin Graham cho biết buổi truyền giảng của ông mất một năm để chuẩn bị và được chính phủ Việt Nam cấp phép một tuần trước khi sự kiện diễn ra, cũng như không có đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Mục sư Franklin Graham nhấn mạnh đây là buổi truyền giảng chưa có tiền lệ về số người tham dự đối với ban tổ chức lẫn chính quyền Hà Nội. Mục sư Franklin Graham nói rằng tự do tôn giáo tại Việt Nam đang dần được cải thiện, và ông hy vọng qua sự kiện truyền giảng này, chính quyền Hà Nội sẽ có cái nhìn khác về cộng đồng Thiên Chúa giáo. Trong khi đó, một số mục sư thuộc các hệ phái tin lành khác nhau ở Việt Nam chia sẻ họ không lấy làm phấn khởi, mặc dù chính phủ cho phép buổi truyền giảng hiếm hoi như thế. Các vị mục sư mà đài RFA tiếp xúc cho rằng, ghi nhận lạc quan của mục sư Franklin Graham về tình hình tôn giáo tại Việt Nam là do nhà truyền giáo đến từ Mỹ chỉ nhìn thấy bề nổi mà không nắm bắt được hiện tình thực tế. Đó là những hội thánh tin lành nào được chính quyền công nhận thì mới cấp phép cho sinh hoạt, còn những hội thánh không được cấp phép thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc thờ phượng và truyền giảng. Từ Sài Gòn, Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ Giáo hội Công giáo cũng gặp tình trạng tương tự, đặc biệt ở những vùng chưa thể thành lập giáo xứ hay xây dựng nhà thờ. Còn với những vùng truyền giáo, tức là những nơi chưa có giáo xứ, vì chỉ mới có một ít giáo dân chưa thể thành lập giáo xứ, thì luôn luôn gặp khó khăn. Linh Mục cũng làm lễ ở ngoài nhà thờ, tại nhà dân thì luôn luôn bị gây khó khăn. Do vậy, cái sự cải thiện về tự do tôn giáo ở Việt Nam gần như không đáng kể. Ngay cái luật mà chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 sắp tới đó, thì cũng chỉ nhằm trên một cái quan điểm đó là quản lý tôn giáo, chứ không phải giúp công dân thực hiện quyền tự do tôn giáo của mình. Ngay sau buổi truyền giảng của Mục sư Franklin Graham tại Hà Nội, vào sáng ngày 10 tháng 12, Ngày Quốc tế Nhân quyền, Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh cùng các linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế bị công an và cảnh sát giao thông chặn xe, kéo về đồn công an phường 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh khi họ đang trên đường đến dự lễ bổn mạng giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai. Trước đó, hồi hạ tuần tháng 4 năm nay, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP công bố bản báo cáo thường niên, trong đó đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam tiếp tục có tiến bộ về các điều kiện tự do tôn giáo,
nhưng các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng vẫn tiếp diễn. UNICEF một lần nữa kết luận rằng Việt Nam đáng bị đưa trở lại vào danh sách các quốc gia đáng được quan tâm CPC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế IRFA. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam từ trong nước lên tiếng, không mấy hy vọng việc thực hành tín ngưỡng của cộng đồng Thiên Chúa giáo nói riêng cũng như của các tôn giáo nói chung ở Việt Nam trong thời gian tới được cởi mở và thông thoáng qua sự kiện truyền giáo quy mô của mục sư Franklin Graham được chính quyền Hà Nội cấp phép. Về phía chúng tôi thì những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người sinh hoạt tôn giáo thuần túy thì mình cũng rất mong muốn để có được cái sự mà tự do trong cái việc bày tỏ niềm tin và rao giảng tin mừng về Thiên Chúa. Đó là mình lúc nào cũng ao ước gì hết á, nhưng mà không biết là nó có được như vậy hay không trong năm tới. Trong khi Đài RFA nhận được một số ý kiến của giới lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam đưa ra lập luận, cho rằng có thể chính quyền Hà Nội đang nỗ lực chứng minh với thế giới Việt Nam có tự do tôn giáo qua sự kiện truyền giáo của mục sư Franklin Graham, nhằm phản bác đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần được quan tâm CPC, thì chúng tôi nhận được thông báo của giáo dân giáo xứ Đông Kiều giáo phận Vinh cho biết, Công an xã Diễn Mỹ vào sáng ngày 13 tháng 12 không cho làm hang đá chuẩn bị đón Noel, và vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, một nhóm côn đồ đến phá các cổng chào, chém một người bị thương và một người khác bị thương do nhóm này nổ súng. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 18 tháng 12 năm 2017. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban, Trân Như xin cầu chúc quý vị một đêm an lành và một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.